Tim Trương Quỳnh Anh tỉnh tứ trên thảm đỏ. Đôi vợ chồng trẻ nắm chặt tay nhau khi cùng xuất hiện trong sự kiện tối ngày 27 tây tháng 11. Vợ chồng Tim và Trương Quỳnh Anh tay trong tay không rời khi đến tham dự đêm cuối cùng của tuần lễ nhà thiết kế thời trang Việt Nam mùa thu đông 2016. Đôi vợ chồng trẻ ăn mặc tông sweat tông với sơ mi thêu hoa hồng, áo khoác tông màu nổi bật. Trương Quỳnh Anh chăm chút lại trang phục cho chồng ngay trên thảm đỏ sự kiện. Tim và Trương Quỳnh Anh nhận được sự quan tâm và chú ý của đông đảo khách mời bởi hình ảnh đẹp đôi lại ân cần và chăm sóc cho nhau. Hương Giang Idol gây ấn tượng với mái tóc xám hợp mốt và trẻ trung. Mai Ngô chọn váy nhung hot trend để sử dụng xuất hiện tại đêm bế mạc của tuần lễ thời trang. Ca sĩ Minh Thư rực rỡ cùng váy đỏ. Fashion Tây Trâm Nguyễn gợi cảm cùng mốt váy tour. Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và một người bạn. Ca sĩ Nam Cường. Ca sĩ Nguyên Vũ. MC Anh Quân. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.